Men for Boss mới. Chất hương, chất Boss, chất thành công. Mày dây mình lộn. Mày dây mình lộn. Lộn đi, cắt đi. Trời ơi, có hai anh em mình làm cái người làm sao á. Hai anh em làm sao quá vậy? Đúng rồi. Cũng điên, cũng điên. Cũng điên, cũng điên. Ủa kiểu anh Tuấn thực sự là đội mình không ta? Ủa kiểu anh Tuấn thực sự là đội mình không ta? Trời ơi, em làm gì? Em sao quá. Chào cái gì nè? Sung quá. Nuốt thảm. Nuốt thảm. Bây giờ trước khi chơi ha, thì bởi vì đây là game ngủ cho nên là chúng tôi có chuẩn bị cho các bạn những chiếc áo ngủ ấm áp và đầy màu sắc, cũng như là những con gấu bông rất là êm. Yeah. Bây giờ thì hai đội, mỗi đội sẽ lấy 4 cái áo và chia màu ra để mặc đi ạ. Đây anh em, chọn màu. Em màu nhận dạng của em. Màu nào đặt, đấu màu đó đó. Đồ mới anh em ơi, đồ màu sáp luôn nè. Đồ này đồ may riêng á chứ không phải là mua đâu nha. Wow. Chương trình may riêng cho mình đó. Để tối ngủ biển mà. Rồi, xong ra. Rồi bây giờ chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn cho các bạn những con thú bông rất là êm ái ha. Tương tự như vậy các bạn cũng chia ra đi ạ. Mỗi người một con đi ạ. Chia ra đi. Chọn đi. Cho tôi con đực nha. Đây con thỏ. Con thỏ. À, con thỏ em. Thử. Rồi, yeah, em sẽ thử nha. Thỏ, xe buýt. Em con gì? Ê, tôi kìa. Con gì vậy? Một đội là không có hai màu trùng nhau nha. Rồi, tôi sẽ đập thiếu. Trời ơi, ghê quá, càng ngày cái nét càng kỳ, nét càng hoạt hình. Nét càng hoạt hình. Rồi bây giờ thay đồ ấm áp rồi ha, có gấu bông rất là êm ái rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chuyện kể đêm khuya. Kể vui à. Rồi, xin mời. Vẫn chưa vui. Vẫn chưa vui. Em vô miếng. Thôi vô bình thường thôi. Vô bình thường thôi, vô bình thường thôi, bình thường. Mọi người bây giờ đã buồn ngủ hết rồi đúng không? Chưa. Sung sức quá. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi thêm một trò chơi để xem chút nữa ai sẽ được ngủ khổ, ai sẽ là ngủ sướng. Yeah. Ngủ khổ sẽ ngủ ngoài biển, còn ngủ sướng sẽ ngủ chung với tôi. Ngủ chung với tôi. Thôi tôi ngủ khổ. Ngủ khổ. Ngủ khổ. Rồi, mọi người biết câu chuyện cây tre trăm đốm không à? Biết à. Ngày xưa, có một ông bá hộ, có một con gái rất rất là xinh đẹp luôn. Kiều diễm nết na thùy mị, miệng nhỏ. Rồi, và một chàng đầy tớ rất là thạo việc, chăm chỉ làm lụm. Hai người yêu nhau. Nhưng ông bá hộ lại cấm cản. Ta sẽ gả con gái cho ngươi với một điều kiện. Hãy vào trong rừng đốn được cây tre 100 đốt về đây. Ta sẽ gả con bên gái kia, của ta cho kia. Ngươi anh ơi, em muốn chàng trai. Em con từ từ em con gái anh á. Là anh nói bạn này đi vô rừng chứ sao anh chỉ em hoài vậy? Em là con gái của anh. Nhiều cái thấy cái mặt không tin. Không chưa tâm lý nữa. Thôi lại. Người cha thấy vậy mới nói rằng: vào trong rừng đốn được cây tre 100 đốt, quay về đây ta sẽ gả con gái của ta cho người. Chàng trai mừng rỡ lực đực chạy thẳng vào trong rừng. Chạy đi chạy vào trong rừng phải kiếm được cây tre 100 đốt. Trời ơi, sập nhà, kiếm hoài kiếm không ra. Diễn cây tre lên này đi. Ôi, giật mà nó đâu rồi, nó diễn rồi. Ủa sao nãy giờ ông kêu rồi rút làm cây tre, giờ đang cái cây rồi. Không nói chuyện được. Rồi cây tre, kìa. Tìm ra. Chàng trai đi đốn tre. Đốn đi. Nhưng không phải đốn được cây tre 100 đốt, chàng trai quỳ xuống khóc. Không. Ủa đồng bi. Khóc ra tiếng, khóc gào thét lên. Bụng xuất hiện. Ủa má, mà anh bụt đây, em là gái của anh rồi. Hiểu như này không? Ông bụt ra. Và ông bụt đã chỉ cho chàng trai cách làm sao để có được cây tre 100 đốt. Hãy chặt 100 đốt tre rồi nói câu thần chú khác việc khác. Ê,
ngủ rồi. Ngủ rồi. Giọng bà yếu, buồn ngủ khác rồi. Khác nhập, còn sẽ có cây tre trầm đốt. Nè. Đó, một cây đó. Chàng trai bứng cái che đi. Bứng cái che đem về nhà. Trời ơi, nhiệt tình quá lặn trời. Lặn lội, vượt đèo, vượt suối đem về tới nhà. Tới nhà, tới nhà. Ồ, con trai của ta đã về rồi sao? Con trai nào? Ông có ông con gái mà. Con gái ta. Mày đi đi. Mày đi đi. Mày đi đi. Dạ, chàng trai này. Cậu đi đi. Chàng trai tức giận không đi. Tức giận không đi. Làng hô. Làng hô. Làng hô là gì? Khoan, làng hô là gì? Liền hô. Liền hô. Hát nhập cây tre hút ông má hộ vào. Hút. Hút. Tre này hút chí mạng quá. Khắc xuất. Em cảm ơn chàng. Bá hộ đồng ý cho cô gái cưới chàng trai. Rồi, hai rồi. Người sống bên nhau hạnh phúc trọn đời. Và câu chuyện cũng sẽ liên quan tới phần thi đấu ngày hôm nay của chúng ta. Wow, ôi câu chuyện này hay quá. Đó chính là các bạn mỗi người sẽ là các đốt tre. Và chúng ta sẽ thi thử thách với nhau. Rồi bây giờ trò chơi của chúng ta ha, như ông bá hộ ông cũng đã giới thiệu qua ha, chúng ta sẽ chơi khắc nhập, khắc xuất. Mỗi người các bạn và mỗi chiếc gối ôm được xem như một đốt tre. Chúng tôi sẽ đưa ra một bảng màu. Nhiệm vụ của các bạn là xếp các bạn và gấu bông theo đúng thứ tự bảng màu đó. Chúng ta có 3 lượt chơi, đội nào xếp nhanh và đúng nhiều hơn sẽ giành chiến thắng ở thử thách này. Chuẩn bị 3, 2, 1. Khắc nhập. Dạ Khắc xuất đi. Trời ơi. Khắc xuất rồi. Sao có gì rung vậy? Điện thoại em. Rồi kết quả của hai đội là đúng hết. Tuy nhiên đội của Trường Giang là nhanh hơn ha. Đội Giang thắng. Chuẩn bị nha. 3 2 1 Khắc nhập. Rồi đội của Giang xong. Trời ơi cái đội kia chán ghê á. Tụi em biết chơi không vậy? Tụi em toàn hồi xưa có đi học thật mỹ thuật không vậy? Mày có biết tô màu không vậy? Được, anh được. Rồi đúng, cho xuống đi. Rồi cho khắc xuất. Khắc nhập. Rồi ai giữ một
cam của người chứ. Anh Giang giữ màu cam á. Hay quá, hay quá anh em ơi. Bên kia đụng rồi rồi. Hai một quen rồi, quen rồi. Quen. Anh không mùi mùa nào. Gỡ đi. Cho anh cái này em mùa. Khách nhập. Trời ơi, lộn ngược dòng kinh quá nhờ. Hay quá. Hay quá, cố nhanh em. 2-0 mà thành 2 đều á. Sướng khổ là ở đây. Tôi thấy khổ đều hết. Xanh hồng đỏ. Chú Sáu lây hay. Sao ông đã chú chùm củi hả chú? Không phải, chú lộn, chú tưởng chú nằm dưới. Và như vậy là kỳ này là con Jenny nó đã ám cả đội và giúp cho đội của Giang nè, Big Daddy nè, Kiều Minh Tuấn nè, Chris Phan. Các bạn thua toàn tập trong ngày hôm nay. Phi Ray với lại Hiếu rất là nhanh nha, nhìn màu nhanh hơn cả em với lại Lâm luôn. Là sắp xếp màu là Hiếu sắp xếp á. Đội xin hát câu tôi tặng cho chú Sáu. Mình buồn vì tim mình đau. Mình buồn khi ai thấu đâu. Đúng ra chú là con này. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển xuống cái ngủ ha, để tham quan cái chỗ ngủ của hai đội ha. Và sau đó thì chúng ta sẽ có một chỗ ngon. Thôi đi, đi. Thực ra là ngủ chung đó. Cách nhau vách tường anh biết mà. Anh đoán gì? Ủa? Rồi, tới rồi đó. Vậy là sướng dữ chưa? Dạ tắm kìa mọi người. Ủa, cái nào là sướng, cái nào là khổ? Cũng không khác nhau lắm ha. Yeah, ôi. Đội thắng ngủ đâu? Đội thua ngủ đây nè. Dạ. Đội thắng ngủ đâu? Đó anh, đội thắng đó. Đội thắng, còn thắng bên phải đó. Thua là anh dích đá nè. Bên khổ bên trái. Sao giống nhau quá mà. Mà khác có cái lều. Em tưởng đâu là ngủ sướng là mình ngủ trên cái kia. Đó là tưởng tượng của em thôi. Trời. Trời ơi, cái cửa này qua một cái là qua một kiếp đó. Ôi, đừng quá, đừng quá. Kiếp này còn vui gì không? Đây là, em ơi, giỡn cho nghe. Sướng á. Sướng đó. Thôi, chia ra ngủ đi, rồi ai sướng vô.
Ê, cái này chúng vô giùm có hai vòng bông rồi sợ ha, tụi vô rồi có hai vòng bông rồi đối diện là một cái cửa vòng bây giờ ai vòng bông để đem đúng này phải để ngay đây. Trời ơi, sao phải có hai ông ở đây nữa, sao phải đây phải có thêm cái bảng nữa ghi ba chữ thôi. Trời ơi, thôi ông này đẹp trai quá. Ông này đi ha, ông này vô đó đó. Đây chuẩn bị nè, đi vô đi thôi, không đi đâu. Rồi, có còn hơn không? Ăn ngủ thôi, ngủ thôi. Ủa, anh Thắng hả? Chúc em sao vậy? Trong đó anh ăn được nha. Em danh gian ngoài đây là chân ái rồi. Chân ái rồi. Giờ mời em đến với căn phòng của anh. Mời em vô trong. Rồi. Xác giách rồi, đích, xác giách rồi. Cái này là nhà nghèo với nhà nghèo hơn thôi chứ cũng không có nhà giàu. Ở trong nó được lắm, chắc chắn luôn. Được quá. Mở lưới ra. Rồi. Tôi nằm đây. Nói bụng mình anh. Đứt nằm đây. Hai đứa nằm cái đây. Anh Giang mới ngủ được. Em im lặng lắm. Ngoài. Mở đứa cột đi. Mở đứa cột với cái mền. Đúng không? Đây, các thi chủ. Chào mừng em đến với ngủ sướng của chúng tôi. Zoom zing zoom zing. Bảo Lâm. Trời ơi. Bảo Lâm. Trời ơi. Chị ơi, sao chị về đây vậy? Em ngủ thôi. Em ngủ thôi. Ôi, ngủ thôi. Bye anh em. Tao này có con, em định đặt tên là gì? Tao này có con hả? Lấy tên anh với tên em ghép lại đi. Lâm Hiếu. Lâm Hiếu. Hiếu lắm. Hiếu lắm. Hiếu lắm. Trời ơi, hiếu lắm, ghê quá. Đã nghèo rồi, mà còn hiếu nữa. Hiếu lắm. Không được, không được. Trần, để lấy họ cha là Trần. Họ cha là Trần, họ mẹ là Lê đúng không? Trần Lê. Trề Lân, miệng không miệng em trề quá. Lân đúng rồi. Đúng rồi. Trời, sao từ cái tên là đã không hợp nhau vậy? Trong lòng em lúc đó em nghĩ là mình đừng ngủ sướng hay sẽ ngủ ở đâu. Em nghĩ khách sạn đúng không? Em cũng nghĩ vậy. Ít nhất cũng được một cái phòng. Đây, phòng của chúng ta. Bốn bức tường. Hoặc là ít nhất cũng là được cái nhà vệ sinh riêng. Bây giờ ngủ đây gì vậy? Bên kia là Hamlet. Đúng không? Đây Hamlet hả? Thật sự đỡ hơn xíu. Anh làm tắm cái chuyện nội người dơ quá. Em không dám tắm. Sao? Em bị viêm xoang. Cái chỗ đó nó không có gió. Chỗ tắm không có gió, anh kiểm tra. Anh biết rồi, nhưng mà em tắm là gió như vậy là sáng mai là đầu em rồi. Chúc mọi người ngủ ngon, chúc anh Giang ngủ ngon. Bye bye. Good night, good night. Ôi, mọi người ngủ ngon nha. Và đây là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do tự lo. Bây giờ là hết giờ, bây giờ đời mình thoải mái cứ ngủ đi, mai không cần dậy cũng được. Trời ơi. Chinsu cá cơm Biển Đông mới, bản song hành tại Việt Nam và Nhật Bản.